Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Viettravel. Với chi nhánh văn phòng tại 21 tỉnh thành trong cả nước, 6 văn phòng đại diện chi nhánh tại nước ngoài, Viettravel là một trong 10 công ty lữ hành hàng đầu khu vực Đông Nam Á, với lượng khách hàng đạt gần 1 triệu người một năm. Lãnh đạo Viettravel đánh giá cao tiềm năng về phát triển du lịch của Tuyên Quang và sẽ xây dựng Tuyên Quang là điểm đến cho du khách trong thời gian tới. Công ty mong muốn được đồng hành cùng Tuyên Quang trong việc hợp tác quảng bá, đầu tư xây dựng các dự án về du lịch phù hợp, đặc biệt là tổ chức các sản phẩm du lịch khu vực Đông Bắc, Tây Bắc trên cơ sở những tiềm năng du lịch riêng có của tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định những tiềm năng lợi thế của tỉnh trong phát triển du lịch. Tuyên Quang đang nỗ lực để du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Đồng chí mong muốn Viettravel sẽ có nhiều tour tuyến, dịch vụ và sản phẩm du lịch thu hút du khách đến với Tuyên Quang và cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị triển khai các dự án về du lịch trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao nhất. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã tặng lãnh đạo Viettravel chè San Tuyết, một sản phẩm ô cốp 4 sao nổi tiếng của Tuyên Quang. Hôm nay, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang. Tiếp đón và làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và lãnh đạo các huyện thành phố. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương đã giới thiệu tiềm năng lợi thế của tỉnh trong phát triển du lịch. Tỉnh đã thu hút được một số tập đoàn lớn đầu tư vào lĩnh vực này như tập đoàn Vingroup, Sun Group, FLC đầu tư xây dựng các khu du lịch tầm cỡ. Tăng trưởng du lịch bình quân của tỉnh là trên 4% trên năm. Tuyên Quang mong muốn trong thời gian tới, các doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh sẽ hợp tác đầu tư với 10 nhóm cơ chế thuộc lĩnh vực về du lịch, cơ sở hạ tầng, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa tâm linh và cam kết sẽ tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp triển khai các dự án trên địa bàn đạt hiệu quả nhất. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí tin tưởng trong thời gian tới, các đơn vị, các ngành doanh nghiệp của hai địa phương sẽ tăng cường hợp tác, liên kết thúc đẩy phát triển du lịch tại Tuyên Quang, nhất là trong phát triển du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa tâm linh. Đánh giá cao tiềm năng thế mạnh của du lịch Tuyên Quang, các doanh nghiệp lữ hành cam kết thời gian tới sẽ xây dựng các tour tuyến sản phẩm du lịch đặc trưng để kết nối du khách đến với tỉnh nhiều hơn. Các đơn vị cũng mong muốn được tìm hiểu, khảo sát về tiềm năng du lịch của tỉnh để xây dựng các điểm để du khách dừng chân, ở lại và sử dụng các dịch vụ tại địa phương. Trước đó, đoàn đã thăm khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, dâng hương tại lán Nà Nưa, đỉnh Tân Trào và khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng.